1 giò sai biệt. Đây lại có 5 chủng: 1 giới sai biệt, 2 cõi thú sai biệt, 3 xứ sở sai biệt, 4 thắng sanh sai biệt, 5 tự thân thế gian sai biệt. Giới sai biệt tức là sự sanh ở dục giới, sắc giới và vô sắc giới sai biệt. Thú sai biệt tức là 4 cách sanh ở 5 thú sai biệt. Xứ sai biệt tức là trong cõi dục có 36 xứ sanh sai biệt. Ở trong cõi sắc có 18 xứ sanh sai biệt. Trong cõi vô sắc có 4 xứ sanh sai biệt. Như vậy tổng cộng có 58 cõi sanh. Thắng sanh sai biệt tức là người ở trong dục giới có 3 chủng thắng sanh. Thắng sanh sanh hắc, như có người sanh vào nhà đồ tể, hoặc nhà xem tướng, hoặc nhà làm xe, hoặc nhà làm tre trúc, hoặc sanh vào nhà bần cùng hạ tiện, hoặc sanh vào nhà thiếu thốn tài vật ăn uống, như vậy gọi là kẻ thiếu phước đức trong loài người. Thắng sanh sanh bạch, như có người sanh vào nhà phú quý giàu sang dòng sát đế lợi, hoặc sanh vào nhà phú quý giàu sang dòng Bà La Môn, hoặc sanh vào nhà phú quý giàu sang đại trưởng giả, hoặc sanh vào các nhà hào tộc đại phú quý khác, nhà có rất nhiều tài vật kho báu, như vậy gọi là kẻ có phước đức thủ thắng trong loài người. Thắng sanh sanh không phải hắc, không phải bạch, như có người sanh vào nhà không thuộc trong 2 nhà trước. Lại trong cõi trời dục cũng có 3 chủng thắng sanh: 1 sanh phi thiên, 2 nương phần đất mà sanh, 3 nương cùng điện trong hư không mà sanh. Lại trong cõi sắc có 3 chủng thắng sanh: 1 sanh của trời vô tưởng, 2 sanh của trời hữu tưởng, 3 sanh của trời tịnh cư. Lại trong cõi vô sắc có 3 thắng sanh: 1 sanh của cõi trời vô lượng tưởng, 2 sanh của cõi trời vô sở hữu tưởng, 3 sanh của cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng. Tự thân thế gian sai biệt tức là ở trong 10 phương vô lượng thế giới có vô lượng hữu tình, nên cũng có vô lượng sự sanh sai biệt. 2. Do giàn khổ, như Đức Bạc Giả Phạm thuyết, các ông trường thoái rong ruổi trong sanh tử, máu trong thân chảy ra nhiều hơn nước 4 biển lớn. Vì sao? Các ông trong đêm dài sanh tử hoặc sanh đồng phận, trong loài voi ngựa, lừa, trâu dê, gà hiêu. Ở trong các loài kia, thân thể các ông đã từng bị bằm, chặt, chất chồng, máu các ông chảy tràn. Như trong chúng đồng phận với voi thì sanh trong người cũng vậy. Lại nữa, các ông trong đêm dài sanh tử từng tan hoại vô lượng cha mẹ, anh em, chị em, thân tộc, lại thêm tan hoại trùng trùng tài bào, các vật nuôi thân, nên nước mắt, nước mũi các ông tuôn chảy cũng nhiều như máu, như số lượng máu, nước mắt, nước mũi nhiều vô kể. Nên biết sữa các ông uống lượng cũng như vậy. Hết thảy loại như vậy nên biết sự vất vả cay đắng khốn khổ của sanh có vô lượng sai biệt. 3. Do bất định, như Đức Bạc Giả Phạm thuyết, giả sử lấy tất cả gốc, thân, cành, lá, cỏ, cây có ở đại địa trẻ ra thành nhiều thể lượng bằng 4 ngón tay để tính đếm số cha mẹ mà các ông trong đêm dài sanh tử truyền trải qua. Chúng sanh như vậy từng làm mẹ ta, trong dòng sanh tử ta cũng từng làm mẹ họ. Chúng sanh như vậy từng làm cha ta, trong dòng sanh tử ta cũng từng làm cha họ. Tính đếm như vậy các thẻ trống có thể tận hết, mà không thể nói hết hạn lượng cha mẹ truyền qua lại trong sanh tử. Lại thuyết rằng hữu tình các ông tự quan sát đêm dài sanh tử xoay vần, thành tựu ưu khổ nặng nề bậc nhất nay được cứu cánh. Các ông nên biết ta cũng đã từng thống khổ như vậy, như khổ thì vui cũng vậy. Lại thuyết rằng ta xem khắp đại địa chưa xứ sở nào mà các ông trong đêm dài sanh tử chưa đến.